Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách mà người phụ nữ thông minh ấy, họ thường hay thể hiện. Một người phụ nữ thông minh ấy, họ sẽ có cách ứng xử, có cách thể hiện hoàn toàn khác với tất cả người phụ nữ khác. Vậy những cái cách cư xử của người phụ nữ thông minh như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả các bạn cái cách một người phụ nữ thông minh luôn luôn có. Đó là cách gì? Chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé. Điều thứ nhất người phụ nữ thông minh luôn luôn thể hiện đó chính là họ sẽ không cố tình giải thích cho những kẻ không muốn hiểu. Nếu mà một người người ta hiểu được mình ấy, thì cho dù mình không cần giải thích thì họ vẫn có thể hiểu mình. Còn một người ấy, họ cố tình không hiểu bạn thì cho dù bạn giải thích như thế nào, giải thích ra sao thì họ cũng không chấp nhận điều đó. Thế nên với những người phụ nữ thông minh, họ sẽ không cần giải thích nhiều. Điều thứ hai mà một người phụ nữ thông minh ấy, họ sẽ không làm, đó chính là họ sẽ không dùng nhan sắc để chiếm được tình cảm của người đàn ông. Vì người phụ nữ thông minh biết rằng nếu mà một người đàn ông vì nhan sắc của mình mà đến với mình thì khi nhan sắc đó tàn phai, nhan sắc nó sẽ tàn phai theo 5 tháng thì chắc chắn rằng người đàn ông đó sẽ ra đi. Thế nên với một người phụ nữ thông minh ấy, họ sẽ không dùng nhan sắc để có thể có được tình cảm của một người đàn ông, mà họ biết rằng cái thứ để giữ được một người đàn ông đó chính là tâm hồn. Với một người đàn bà đẹp ấy, thì đàn ông có thể thích. Nhưng với một người đàn ông trưởng thành ấy, mà họ tử tế ấy, thì họ sẽ chỉ có thể ở bên cạnh ấy, lâu dài và cam kết với một người phụ nữ một tâm hồn lương thiện, trong sáng mà thôi. Như các bạn cũng biết ấy, thì nhiều các cái vị mà thủ tướng này, rồi những cái vị mà các vị quan chức cao cấp của những trên thế giới ấy, họ có những người đàn bà bên cạnh họ ấy. Thì các bạn có thấy không, những người bên cạnh, những người phụ nữ bên cạnh những cái các cái vị mà lãnh đạo đấy ấy, thì họ không hề xinh đẹp nhưng họ là người đàn bà thông minh chứ không phải là xinh đẹp. Họ không chọn người đàn bà xinh đẹp mà những cái vị đó họ sẽ chọn những người đàn bà thông minh. Điều thứ ba một người phụ nữ thông minh sẽ làm, đó là họ sẽ kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền trước hết là để có thể dùng vào những cái việc mà mình thích. Mình thích cái gì mình có thể mua, mình không cần phải dựa dẫm vào một người đàn ông, hoặc có thể dựa dẫm vào bố mẹ hoặc người đàn ông để có thể mua được những gì mình thích. Và khi mà một người phụ nữ trưởng thành thì họ hiểu được rằng khi họ muốn cái gì ấy, họ sẽ tự kiếm tiền và họ mua cái đó. Và họ cũng biết được rằng khi hồi nhỏ ấy, thì người ta sẽ nhìn vào thu nhập của bố mẹ họ để họ có cái thái độ cư xử với họ. Và khi họ lớn lên rồi họ biết được rằng chính cái thu nhập của họ sẽ là cái điều kiện để người ta đối xử như thế nào đối với bố mẹ của họ. Thế nên là việc của họ là phải kiếm thật nhiều tiền để khi bố mẹ của cô ấy ốm đau thì sẽ gọi đến cô ấy, chứ không phải khi mà bố mẹ ốm đau rồi bố mẹ rất là ngại ngùng khi gọi cho con của mình. Thế nên là cô ấy biết được rằng cô ấy sẽ phải có tiền để có thể phục vụ cho chính bản thân mình, phục vụ cho con của mình và có thể phụng dưỡng bố mẹ của cô ấy. Chính điều đó sẽ thúc đẩy người phụ nữ thông minh ấy, họ sẽ phải kiếm tiền. Điều thứ tư mà một người phụ nữ thông minh ấy, họ sẽ làm, đó là khi mà một người muốn ra đi thì họ sẽ không giữ. Bởi vì sao? Bởi vì họ biết rằng nếu như cô ấy có thể quan trọng trong cuộc sống của người đàn ông đó thì người đàn ông đó sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Chỉ khi người đàn ông không còn coi trọng cô ấy nữa thì người ta mới không giữ cô ấy thôi. Và khi mà một người đàn ông muốn ra đi thì cô ấy sẽ để cho anh ta ra đi. Bởi vì cô ấy biết được rằng cô ấy không còn quan trọng trong cuộc sống của anh ta nữa thì cô ấy sẽ không bao giờ phải khụy lụy rồi phải líu kéo gì đó. Cô ấy rất tự trọng, cô ấy bước đi không líu kéo. Điều thứ năm mà một người phụ nữ ấy, thông minh họ sẽ làm, đó chính là họ sẽ không quá hiền lành. Không quá hiền lành như thế nào?
Không quá hiền lành có nghĩa là cô ấy là một người lương thiện, cô ấy tu tâm dưỡng tính, cô ấy có một lòng từ bi, nhưng mà cô ấy vẫn khôn ngoan để không bao giờ bị bất kỳ ai hãm hại. Cô ấy là một người lương thiện, một người chân thành, một người tử tế, một người tốt bụng, nhưng cô ấy vẫn sống khôn ngoan, cô ấy sẽ không để cho bất kỳ ai lợi dụng cô ấy. Cái điều thứ 6 của một người phụ nữ thông minh đó là cái cách cô ấy chọn bạn. Thế nên là phụ nữ thông minh ấy, họ rất coi trọng cái việc chọn bạn. Vì khi mà họ chọn được một người bạn tốt ấy, thì giống như là họ ở trong một cái rừng hoa ấy, thì họ sẽ lưu giữ những cái hương thơm ở xung quanh mình. Nhưng mà khi mà người ta chọn những người bạn xấu ấy, người bạn không tốt, giống như là ở trong trong cái chợ mà toàn những mùi tanh của cá ấy, thì cái mùi tanh đó có thể đi ra chỗ khác ấy, vẫn ngửi thấy. Thế nên là phụ nữ thông minh ấy, họ luôn biết chọn bạn. Điều thứ 8 mà một người thông minh ấy, họ sẽ làm đó chính là họ không quá kỳ vọng vào một ai hết. Bởi vì họ biết được rằng con người ấy, thì chỉ biết được mặt thôi nhưng không biết được lòng. Người phụ nữ thông minh biết được rằng cô ấy sẽ không quá kỳ vọng vào một ai hết. Cho dù hiện tại có thể người đàn ông thương họ vô cùng nhưng họ không quá kỳ vọng. Mà người phụ nữ thông minh họ biết được rằng họ sẽ phải kỳ vọng vào ai. Họ sẽ kỳ vọng vào một điều, đó là họ sẽ kỳ vọng vào chính bản thân họ. Bởi vì khi mà tin người ta quá, đến khi người ta làm mình thất vọng ấy, thì chắc chắn mình sẽ thất vọng. Bởi vì tin vào bất kỳ một người nào khác ấy, thì cũng có thể họ sẽ để cho bạn phải thất vọng. Nhưng chỉ có khi mà bạn tin vào chính mình thì bạn không thất vọng thôi. Tại vì bạn cần phải cố gắng. Thế nên là người phụ nữ thông minh hiểu được rằng chỉ có kỳ vọng vào chính mình chứ không phải kỳ vọng vào bất kỳ một ai khác. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một người phụ nữ thông minh ấy, họ sẽ làm, đó chính là họ biết cho đi. Bởi vì bất kỳ một người thông minh trên thế giới nào, họ cũng biết được rằng khi họ cho đi, họ sẽ nhận được nhiều thêm. Họ cho đi thì hạnh phúc nhân đôi. Và khi họ hiểu thế nào là hạnh phúc ấy, thì họ sẽ sẵn sàng cho đi. Bởi vì khi cho đi ấy, thì bạn giống như một cái con sông ấy. Thì khi mà bạn nhận được nhiều nước vào ấy, thì bạn cũng phải cho nước trôi đi. Cho nước trôi đi thì cái dòng sông đó sẽ mãi trong veo. Khi mà các bạn chỉ biết nhận thôi thì bạn sẽ trở thành một cái dòng nước tù đọng. Thì khi đó chắc chắn bạn sẽ không thể có được hạnh phúc. Thế nên là người phụ nữ thông minh họ hiểu được rằng chỉ có cho đi, đó mới chính là hạnh phúc. Mà càng cho đi nhiều ấy, thì người phụ nữ đó ấy, càng thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì họ hiểu được hạnh phúc là như thế nào. Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình về những cái sự khác biệt giữa một người phụ nữ bình thường và một người phụ nữ thông minh. Để từ đó mình có thể bồi dưỡng năng lực của mình để cho mình ngày càng hoàn thiện hơn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh nhé. Để khi mà mình ra những cái video mới ấy, thì các bạn có thể xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.